Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nào. A Fresh Ace. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai, Traffic Reader. Let's go. Thank you.
Oh man, okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ ba. Need for speed, more water. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư. High Glee, Russian Chew. Thank you.
Ok. Rồi, và mình sẽ sang từ kênh tiếp theo. We will rush in. Let's go. Các bạn có thể nâng cấp cho xe của mình khỏe lên. Đó, so ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Brush around đi bà. Let's go. Right.
Và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo ở Fire Extreme. Let's go. Ok, tiếp tục là ở Fast Life. Let's go. Tựa game này vào thì hơi chậm một chút, cho nên khi vào tựa game này các bạn phải đợi một chút nha. Vì tựa game này cũng khá là lặng. Kết nối của tựa game này nó cũng hơi kém một chút. Cũng có thể là không vào được, vì mình chưa thấy nó nhận. Có thể không vào được rồi. Ok, vậy thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. This for speech, no limit. Let's go. Thank you.
Ok, tiếp tục là CR Rising 2. Let's go. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Traffic Storm. Thank you.
cái này điều khiển rất là khó luôn các bạn nhá. Ok. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Ok, tiếp tục là wow. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.